có hẹn với lại anh bạn của mình ở Nha Trang là anh Mạnh Flyboard. Các bạn có thể xem TikTok của anh Mạnh. Bây giờ mình chuẩn bị đi ra đảo và mình qua anh Mạnh rồi. Hello anh. Hello em. Hai anh em gửi xe ngoài này rồi hả? Dạ em đổ xe đây anh. Ok. Let's go. Hi. Nice to meet you. Hello. Hi, nice to meet you. My name is Victor. Yeah, I'm Min. Okay. Nice to meet you. What's your name? Vitaly. Yeah, Vitaly. Yeah. Klitschko. Hello. Nice to meet you. My name is Victor. Go, let's go. Let's go. Yo mọi người, bây giờ mình đang di chuyển ra các đảo, tức là đi một vòng sang hòn Mayrup trong Mayrup ngoài, và hiện tại là ở giữa biển đang khá là sóng rồi nè. May cái là ra ngoài này thì đỡ mưa rồi nè, lúc nãy trong đất liền thì mưa khá là to. Mình đang khai thác rồi, đang làm cái đường đi ra. Video Yên. Các bạn mình đã quay trở lại đất liền nha, nhưng mà nãy giờ không phải là mình lặn đâu, mà anh bạn mình lặn. Anh bạn mình là thợ lặn ở ngoài Nha Trang các bạn. Đây, đây anh bạn đây. Anh bạn là thợ lặn. Những cái shot quay lúc nãy giờ các bạn xem đó là của anh bạn này. Anh bạn tên tên tiếng Pháp mình quên mất đó anh bạn rồi. Thì lúc nãy di chuyển trong bờ trong đất liền ra đi cano nó hơi ồn, mình chưa có trao đổi với nhau. Biển này rất là đẹp, các bạn còn hoang sơ đúng không? Và sau khi khảo sát đây thì tí nữa qua bên một cái hòn khác thì mình sẽ lặn quay cho các bạn xem. Ok, thì bây giờ tụi mình tiếp tục di chuyển qua hòn Thơm các bạn, để qua một cái bãi biển khác nữa để anh em khảo sát và ăn uống ở đó luôn. Hôm nay đi theo lịch trình của anh Mạnh. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cái này không có gió nên chạy nhanh hơn các bạn, rất là nhanh luôn á. Xíu nữa mình sẽ lặn san hô, dắt các bạn đi cùng với mình để đi lặn san hô ở bãi Hòn Thơm. Ồ, đây có mấy cái chỗ chiêu cũng đã luôn các bạn. Rồi mình có cái nhà nè. Wow. Hay nhỉ. Ok, chuyển xuống bè rồi. Ở đây là bè lặn của sân vua các bạn. Ủa có, ở đúng không, sân vua. Đây là cái cầu check in của bãi Hòn Thơm các bạn. Đây là một cái đường của anh Vũ làm để mình có thể đi lên khám phá mũi Kỳ Lân đi lên trên. Mình sẽ đi theo cùng của anh Vũ thử. Anh chỉ chiều đang xuống các bạn. Ở đây các bạn thấy san hô luôn nè. Mấy anh nói đó, ở đây thấy san hô luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới biển rồi nè. Này đi khảo sát, đi khám phá rừng luôn. Ờ, nãy giờ là mình đi khám phá Eco Park của Sinwa và của anh Vũ Eco. Ở đây có cả lặn san hô và các môn thể thao nước rất là nhiều các bạn, và có cái bãi chiêu ở đây rất là đẹp, bãi biển rất là đẹp nè. Anh Vũ làm một cái cầu đi ra đây, đi ra đến đây. Và chỗ hai cái nhà bè này là cái chỗ mà khách lặn
chút nữa mình sẽ lặn ngắm san hô. Mình sẽ giới thiệu sơ một vòng trước ha. Thì đây là cái khu vực trải nghiệm thể thao biển của SeaWorld, là của Eco Beach của anh Vũ. Đấy thì có khu vực chiêu bên này, cái bên kia nữa, còn vài chỗ chiêu nữa. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi cùng với mình đi trải nghiệm lặn ngắm san hô. Các bạn đã bao giờ lặn ngắm san hô ở Phú Quốc chưa? Đây là một trong những điểm lặn ngắm san hô đẹp nhất của Phú Quốc, và trong tương lai sẽ có một điểm nữa cũng của Eco Beach luôn sẽ khai thác, và đó là một trong những điểm lặn san hô đẹp nhất Việt Nam. Và một chút nữa các bạn sẽ đi cùng với mình để cùng xuống lặn đây. Rất là nhiều cái điều thú vị bên dưới, và một chút nữa các bạn sẽ đi trong video tiếp theo nha. Bây giờ mình di chuyển vào đó để set up lặn thôi. Mình sẽ có hướng dẫn viên đi kèm cùng với mình, mỗi người sẽ có một người đi kèm cùng với mình. Ok, thời gian của mình là từ 15 đến 20 phút. Ở dưới nước thì mình không có chuyện được, mình dùng ký hiệu á. Thì nếu như anh em cảm thấy mệt, khó thở hay là cảm thấy không thoải mái thì em cứ lắc tay, thì chúng đi lên. Đây là ký hiệu đi lên. Còn các bạn sẽ hỏi mình có một em không, là bằng ký hiệu ok. Thì nếu mà mình cảm thấy ok thì mình cứ giơ tay lên ok, thì mình đi tiếp. Ok, nhớ gì bạn, mình đi chậm thôi, đi bình thường ở dưới biển, và ở dưới biển có thể sẽ bị hơi ồn lỗ tai. Thì bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy ồn lỗ tai thì có ba cách để xử lý ồn lỗ tai. Một, nút miếng ồn lỗ tai, nút miếng. Ok, cách thứ hai là mình gắp cổ, há miệng rộng ra để hở cái khoang hàm ra thoải. Cách thứ ba là mình luồn cái tay từ dưới lên trên, luồn vô trong cái mũ luôn, cái mũ nó rộng lắm, nước không vô trong, dùng hai cái tay bắt chặt vào mũi lại còn má lên và thở mạnh ra bằng lỗ mũi. Lỗ tai nó ra. Ok, anh em làm khỏi đi, đừng quên bỏ lỗ tai ha. Còn máy lên nha. Rồi, đối với bạn là đội trọng là 4 mét.
xíu thì có người hỗ trợ, còn những bạn nào có bằng thì có thể đến đây để mà tự lặn được đấy. Giờ bạn giờ mình trở lại đất liền bằng tàu của ngư dân. Go yeah, chào chào. Yeah. Đây là cách chơi của Hồng Thơm các bạn. Để đây đất liền luôn rồi. Bây giờ mình lại đất liền luôn rồi. Kết thúc ngày hôm nay khá nhiều trải nghiệm hay. Đây. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn có những góp ý nào về video của mình, các bạn có thể vui lòng đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo. Và còn rất là nhiều video ở Trung Quốc. Đây. Theo dõi.